Chào cả nhà, lại là chị Kính Đấu Vui đây. Ngày hôm nay chị Kính xin được phép chiều lòng các bạn fan của Gãy TV nha. Các bạn comment quá trời à. Thế nên là 20 câu đố nghe giọng đoán tên các thành viên của Gãy TV xin được phép bắt đầu nha. Like video để let's go nào. Câu 1, nghe xem đây là giọng của ai nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đang rất là rảnh, chưa biết phải làm gì thì chợt nhớ ra có hai món đồ cần unbox. Trời, fan chị Thảo Ly nhiều quá trời luôn á. Mới có 3 giây thôi mà đáp án Thảo Ly đã nhảy ầm ầm luôn nè. Quá đã luôn chị Thảo ơi. Anh cũng trông mong cuộc tình ta luôn mê say vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời mình không đổi thay. Chuyện yêu đương mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây em xa tầm tay, trôi giặt về phương trời nào. Riêng mình anh giờ đây lẻ loi mai mong chờ em người ơi. Yeah. Câu 2, thế còn đây là giọng của ai? Thứ nhất về trong gãy hỏi rất nhiều luôn ấy. Thế nhưng mà thân thì nó cũng kiểu chị cũng không biết như thế nào gọi là thân nữa. Tại vì đa số chị với ai cũng mình như nhau hết. Ấy dô, chính con nhà bà Sát thì đây là giọng của mẹ bé khoai tây, hậu phương vững chắc nhà anh Quốc Tuấn, chị Thị Nhung. Ai fan Thị Nhung, like video điểm danh cái xem có đông bằng fan chị Thảo Ly không nhé. Thì chắc chắn bạn là fan gốc rễ của team Gãy rồi đó. Bác cụ nói cấm có sai, sinh con ra thì mới hiểu được lòng cha mẹ. Từ ngày biết tin có bạn bé khoai tây trên đời thì kèm theo cảm giác hạnh phúc và sung sướng, đó chính là 100.000 nỗi lo. Là ông bố quốc dân, Quốc Tuấn Rika chứ còn ai vào đây được nữa. Nghe ông bố này chia sẻ bí kíp làm bố thuần thục như này thì chắc là em bé khoai tây có mặt sướng nhất quả đất luôn rồi. Câu 4, giọng này mà ai không biết nữa thì chịu luôn đó nha. Ngày hôm qua ai nhân gửi cô bên nhà lấy chồng rồi. Người ta nói đợi nên khi biết con thấy chơi vơi. Tuổi xuân có mây hồi ta phương nổi trôi dòng đời. Nên con nào dám làm người. Easter, anh cả của đàn em thơ Minh Hiếu chơi ai nữa. Ông trời ban cho giọng hát như cá vàng bơi trong bể nước, mà đời lại xô đẩy thế nào đi làm diễn viên hài. Đợi anh Hiếu cover thêm vài bài hit nữa thì anh em cứ chuẩn bị đón ca sĩ Minh Hiếu debut đi nha. Khi biết quê ta nghèo dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách mong làm giàu mãi sau ngấm đầu. Mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại, chạy trong giá bằng mệt nhoài tâm tư hoang mang. Câu 5, ôi giọng này quen thế nhở. Mình ở công ty của mình nhá, mình chưa bao giờ yêu một ai ở công ty mình hết á, nên là mọi người đừng có nói linh tinh. U là trời, lại là giọng chị Thảo Ly đó. Anh em nghĩ là ai được nào? Ha ha, giọng chị ấy nghe cuốn thật sự luôn á. Baby nói cho nghe, em hãy nói cho nghe những điều mà điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua là một trái tim anh đừng mong quà. Em muốn đôi tay anh đặt ở những nơi đâu anh đã nhắm đôi môi từ những ngày đầu. Câu 6, nào nào nghe thật kỹ xem đây là giọng của ai nhé. Thảo Tô, số mày chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Đúng nhận sai cãi, cấm cãi, đúng. Ai nhở? Úm bà la thì ra là chị Thị Nhung, nhưng mà là Đỗ Thị Nhung nha. Nàng này cũng xinh lung sờ linh lắm anh em nhỉ. Có công mài sắc, có ngày có em. ai biết đấy. Chị ăn vịt nướng không? Ôi trời ơi, vịt quay nha, chị thích ăn vịt quay nữa. Gà, vịt, rồi cái gì cũng chén được trừ thịt chó nha. Cái gì mình cũng chén được hết. Ai mà biết thì xứng tầm chùm gãy luôn nha. Sơi sơi không biết chứ gì là chị Nguyễn Thị Thều đó. Nhận làm fan gãy đồ mà không biết thì quê nha. Còn bao điều chưa kịp trao, tôi đành không khác. Đưa em về nhà, mây trôi chiều tà. Thật lòng chỉ muốn lối đi này càng về càng xa. Câu 8, giọng anh dai nào đấy nhở? Anh thấy chị Thảo và chị Quỳnh ai xinh hơn? Thực ra thì mỗi người một ánh mắt, mỗi người một có một cái tư duy và mỗi người có một cái quan điểm về cái đẹp khác nhau. Đó. Trời ơi, nghe xúc động quá đi. Thương anh Phạm Nhật Dương quá đi à. Có ai thấy anh Nhật Dương đẹp trai không nhỉ? Chứ chị thấy là nhiều bạn để avatar là anh Nhật Dương đó nha. Chị vào gãy được mấy năm rồi hả? Chị mới vào được có 3 tháng em. Chị mới về gãy được có 3 tháng thôi em. Chuẩn luôn là cô nàng Quỳnh Moon. Ai fan chị Quỳnh với anh Dương không nhỉ? Thuyền này liệu có cập bến không ta? Lời đi ngừng là lời đi, anh có vợ. Vợ anh nhớ, vợ anh đẹp, vợ anh put it in the bank. Câu 10, lại là một bản cover cực thấm đến từ vị trí nào của team gãy đấy nhỉ? Lời yêu thương tựa như bão tố chìm vào sâu, cơn đau anh vẫy vùng. Anh đã cố vây lấy một chút mong manh niềm tin cứu chính mình. Một lần yêu mà đau đến thế, một lần tin mà xa xôi đến thế. Hả? Lại một lần nữa Giang Cư Mận nhắc tên ca sĩ Minh Hiếu. Ai chưa tin anh Hiếu hát hay như Bùi Anh Tuấn thì nghe xem có phải gật đầu khen hay không nhá. Anh đã cố vây lấy một chút mong manh niềm tin cứu chính mình. Một lần yêu mà đau đến thế, một lần tin mà xa xôi đến thế. Ôm thương nhớ vô vọng chết trong lòng em ơi. Câu 11, ai thế này? Chị có ý định mua tô không á? Thôi để nhảy dầu đã rồi tính sau được không? Chưa có tiền nên chưa nghĩ đến. U là trời, có phải là giọng của chị Nhiên không ta? Mẹ nuôi của em bé khoai tây đây mà. Bạn mà không nhận ra thì đích thị bạn là fan hùa của team gãy đấy nhé. Tôi tên là Hổ nhưng tôi không đủ danh mãnh. Ăn uống thì thanh cảnh tính chẳng đủ lưu manh. Còn tôi tên là Thỏ, tôi không ở xa lắm. Sống ở bên kia đồi, bên kia đồi xanh xanh. Với con em tôi sao lại trong suy thét. Đi theo hội mình nào mình cùng hội chung phe. Cho tôi con tôi xin một giây suy nghĩ. Ok nào được rồi, hội mình cùng đi thôi. Mình cùng hát vang ca giữa trời. Câu 12, nghe thật kỹ xem bạn có nhận ra là giọng ai đây không? Con gái chúng mình thường ăn kiêng, ăn rau để mong người yêu của mình không cứ léng phéng nhìn ngắm con khác. Ăn kiêng để cho nó gầy, ăn rau để cho nó gầy đúng không? Thế nhưng mà con gì ăn rau, con gì ăn cỏ chả có sừng. Con trâu, con bò ăn cỏ đều có sừng, con dê cũng có sừng. Thì con như con hổ, con sư tử, con báo nó ăn thịt nó không có sừng thôi. Để ăn rau, làm cái gì? Ăn thịt đi. Fan cứng mà lại không biết giọng chị Yến rồi thì có mà bốc phét. Chị đại của gãy TV đây mà. Bật mí nha, chị Yến giàu lắm luôn á. Không tin thì bạn cứ thử hỏi team gãy xem có đúng không nha. Có 10 giây để nhận ra đây là giọng của ai nè. Tối qua nhà em ăn nhé. Tối qua nhà em ăn nhé. Tối qua nhà em ăn nhé. Ok. là có ai nhận ra chị Bích Ngọc không ta? Ai mà nhận ra thì đúng chuẩn là fan cứng của Gãy TV rồi đó. Like video nếu bạn đã trả lời đúng nào. Ôi trời, em ơi, đã là giải đặc biệt ấy thì đấy gì mấy con lô. Chúc mừng anh đã quay vào hôm lượt ngay nhỉ. Yêu thằng khác. Câu 14, ai đây ta? Có 23 tại Việt Nam có tới 30% trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 13 tuổi bị cận thị, và đáng buồn hơn nữa là tỷ lệ này ở thành thị lên tới 45 đến 50%. Bạn nào mà là fan mới của Gãy TV thì làm sao mà biết được anh Hồ Việt Hoàng chứ? Ấy giá, các bạn fan lâu năm của Gãy TV chắc là buồn lắm á, vì mãi mà anh Hoàng chưa quay lại tìm Gãy mà. Con trai bà bác bánh mì, lo cho em, đừng lo gì, mà lo về để con trai bà bác bánh mì, lo cho em, đừng lo gì, mà lo về. Câu 15, tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Hello, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem một ngày của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời cũng là TikToker. 1.4 follow thì sẽ có gì nhá. Dễ thế nhở, thấy nhiều bạn comment là Thùy Anh, rất chính xác luôn, fan Gãy mãi đỉnh. Em nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình anh. Câu 16, nghe rõ nè, bạn nhận ra ai chưa? Thế này em gái, anh đã từng bị đúp 2 năm ở cái trường này. Thành ra là cho dù em có học lớp 12 thì em vẫn phải gọi anh bằng anh. Có ai biết anh Phi Long không nhỉ? Chứ chị Kính là biết hết các thành viên của Gãy TV đó nha. Giọng anh Phi Long thì hơi khó nhận ra đấy, phải là fan cứng mới nhận ra cơ. Ta phải giấu người ta ở đâu, mình anh đến không, lòng này ai không, tình yêu cho sao, yêu gọi lòng, chẳng còn nữa đâu, tình này dở dàng. Câu 17, câu gần cuối rồi, khó hơn nha, đố bạn đây là ai nè? Không làm khó được các bạn fan Gãy TV rồi. Đáp án chính xác là chị Thảo Vân. Chị Thảo Vân là bạn thân của ai đấy nhỉ? Bạn nào biết thì bình luận đi nào. Có công mài sắc, có ngày có em. Câu 18, video sau bạn muốn chị Kính làm về team nào nhỉ? Muốn chị Kính làm về team nào thì bình luận đi chứ còn gì nữa. Và kiểm tra lại xem bạn biết được bao nhiêu giọng nói của các thành viên trong team Gãy. Giờ thì chị Kính phải tắt nguồn để mơ xem video sau sẽ đố các bạn cái gì được đây. Nhớ là like video, đăng ký kênh cho chị Kính để chờ siêu phẩm tiếp theo đó nha. Mãi yêu à.